Hey, xin chào anh em nha. Nhiều anh em hỏi là Duy là có con máy hàng nào mà trâu bò đi công trình hay không, mà cấu hình với gọi là cực kỳ khủng đúng không ạ? Nay giới thiệu cho anh em dòng máy hàng của Sanred ARC 250 full. Dòng này thì 3 bo 8 tụ 14 sò 14 phép. Anh em thấy cấu hình nó như thế nào, khủng chưa? Xem trải nghiệm với dòng máy hàng này. Quay hàng 32 nha anh em. Quay hàng 32 mình để vào, mà không có hàng kéo như thế này đâu. Mình hàng thử trên hộp mỏng cho anh em xem. Đấy, à, cái này là biểu diễn thôi anh em, biểu diễn thôi chứ không phải là để cho anh em thấy được cái lửa hàng đâu nha. Mà muốn thấy được cái lửa hàng mà nó ổn định hay không, khỏe hay không, xem cả năng hàng que 4 ly nè anh em, 4 ly nha. Đấy, 4 ly đưa về hết tóc luôn. Mình chơi như vậy để biết được cái độ ngắt của máy nó có hay không nha. 4 ly thử đây anh em, 4 ly nha anh em, 4 ly cày cấy. Đây là dòng máy hàng Sanred nha anh em ha, Sanred cấu hình khủng, phục vụ cho anh em mình đi công trình cày cấy các công trình mà gọi là hàng nặng. Anh em chuyên về hàng que 3 ly 4 ly, và đặc biệt cái dòng này nó khá rẻ, rất là rẻ nha anh em. Đó, anh em mình có thể nói là an tâm với cái dòng máy này. Còn anh em nào muốn xem cấu hình thì comment phía dưới cho mình, để mình có thể đưa tới cho anh em cái mở cấu hình ra cho anh em xem được cái cấu hình khủng của dòng máy hàng này nha. Cày cấy 3 ly 4 ly anh em thấy thì sao hả? Mê không anh em? Hàng rất là mượt luôn. Đấy, như thế này mới gọi là máy hàng chứ không anh em. Đấy, trời ơi, rồi có độ âm nè. Đây là thợ hàng không chuyên nha anh em. Đây, thợ hàng không chuyên người ta hàng dài đây anh em nè. Đó, đã chưa? Nếu đưa vào đúng tay nghề của anh em thợ nữa thì con máy này nó mang lại cho anh em hiệu quả như thế nào á? Đặt hàng tại chỗ hàng nếu anh em thích con máy hàng này ạ. Cảm ơn anh em.